Đối thoại với Thượng Đế, quyển 4. Làm bạn với Thượng Đế, chương 2, phần 2. Tôi đã choáng váng. Một cảm giác ớn lạnh khác đi dọc lên sống lưng tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy run rẩy ở bên trong, theo cái cách mà không ai có thể phát hiện ra. Nhưng cơn lạnh run lên trong từng tế bào của cơ thể. Và đó là những gì đã xảy ra. Tất nhiên, mỗi tế bào của cơ thể chúng ta đang rung động với tốc độ nhanh hơn, dao động ở tần số cao hơn, khiêu vũ với năng lượng của Thượng Đế. Đó là một cách nói rất hay, một phép ẩn dụ tuyệt vời. Wow, đợi đã nào, con không biết là Ngài sẽ xuất hiện sớm như vậy. Con chỉ đang liên hệ lại những gì Ngài đã nói trước đây vào năm 1997. Ta biết, ta không thể chờ được. Ta đã định đợi cho đến khi con viết được một đoạn trong sách rồi. Nhưng con đã bắt đầu nói một cách đầy chất thơ, và ta đã không thể đứng bên ngoài thêm được nữa. Nghe hay thật đấy, rất hay. Đúng thế, thật ra là gần như là tự động rồi. Bất cứ khi nào con viết cái gì đó trữ tình, nói chuyện theo cái cách thơ ca, mỉm cười trìu mến, hay hát một bài hát, hay nhảy một điệu nhảy, thì ta phải xuất hiện thôi. Vậy ư? Để ta nói nó theo cách này. Ta luôn luôn ở đó, trong cuộc sống của con, bằng mọi cách thức. Nhưng con trở nên ý thức hơn nhiều về sự hiện diện của ta khi con làm những điều này. Khi con cười, hoặc yêu thương, hoặc hát ca, hoặc nhảy múa, hoặc viết ra từ trái tim của con. Đây là phiên bản cao nhất của ta là ai. Và khi con thể hiện những phẩm chất này, con đang thể hiện ta. Ý ta là theo như nghĩa đen đấy. Con đang biểu lộ ta, đó là đang đẩy ta ra ngoài. Con đang mang ta từ bên trong, nơi mà ta luôn cư ngụ, và cho ta hiện diện ở bên ngoài con. Và vì vậy, ta dường như chỉ vừa mới xuất hiện. Sự thật là ta đã luôn luôn ở đó, và chỉ trong những khoảnh khắc này, con mới thật sự nhận biết ta hiện diện. Vâng, con còn rất nhiều điều định nói ở đây, trước khi bắt đầu một cuộc đối thoại khác với Ngài. Con cứ nói đi. Xin lỗi, nhưng thật sự rất khó để không chú ý tới Ngài. Một khi Ngài đã ở đây rồi thì thật khó để giả vờ rằng Ngài không có ở đó. Nó giống như người môi giới chứng khoán đã nói, và mọi người thì phải lắng nghe. Bây giờ con đã mở ra cuộc đối thoại với Ngài, thì còn ai mà muốn nghe con nói chuyện nào? Rất nhiều người đấy con. Có lẽ ai cũng đang lắng nghe con. Họ muốn biết cuộc sống của con đã ra sao. Họ muốn biết những gì con đã học được. Đừng rút lui chỉ vì ta đã xuất hiện. Đó là vấn đề với rất nhiều người. Thượng Đế xuất hiện và họ nghĩ rằng họ phải nhỏ lại đi. Họ nghĩ rằng họ phải hạ mình xuống. Chúng ta không nên hạ mình trước sự hiện diện của Thượng Đế sao? Ta không đến để hạ thấp con, mà là để tôn vinh con. Thật ư? Khi con được tôn vinh, ta cũng vậy. Và khi con bị hạ thấp thì ta cũng vậy. Chỉ có một giữa chúng ta. Con và ta là một. Vâng, đó là những gì con định nói đến. Con sắp nói đến đó rồi. Vậy thì nói đi nào. Đừng để ta ngăn con lại chứ. Hãy nói với những người đang đọc về tất cả trải nghiệm của con. Họ muốn biết về điều đó. Con đã đúng đấy. Khi mọi người biết về con, họ cũng biết về chính họ nữa. Họ sẽ nhìn thấy chính họ ở bên trong con. Và nếu họ thấy rằng trong con là ta, thì họ sẽ thấy rằng ta cũng ở trong họ nữa. Và đây sẽ là một món quà tuyệt vời. Vì vậy, hãy tiếp tục với câu chuyện của con đi. Được rồi, tôi đang nói rằng mọi tế bào trong cơ thể của tôi dường như đang rung chuyển, rung động, dao động. Tôi đang run lên với một sự phấn khích tuyệt vời. Và rồi, một giọt nước mắt chảy ra từ một khóe mắt tôi và chảy dài xuống má, làm lưỡi của tôi mặn chát khi liếm phải nó đang vương lại trên bộ râu của mình. Tôi lại có cảm giác một lần nữa như thế. Tình yêu, nó đang tràn ra cả bên ngoài, từ bên trong tôi vậy. Tôi chẳng thể viết nổi một từ nào khác cho phần lời cảm ơn. Tôi phải làm cái gì đó với những gì tôi vừa mới được trao cho. Tôi muốn bắt đầu viết quyển Làm bạn với Thượng Đế,
ngay và luôn. Này này, mình không thể làm như vậy. Tâm trí của tôi nhắc nhở, mình thậm chí còn chưa viết quyển thứ ba. Quyển thứ ba tất nhiên là đang đề cập tới phần thứ ba trong bộ quyển đối thoại với Thượng Đế. Tôi biết rằng tôi phải hoàn thành bộ ba quyển sách ấy trước khi tôi dám bắt đầu một dự án khác. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn làm điều gì đó với nguồn năng lượng đang chảy trong huyết quản tôi. Vì vậy, tôi quyết định phải gọi cho biên tập viên của mình tại nhà xuất bản khác. Anh sẽ không tin nổi điều này đâu, tôi thốt lên khi ông ấy trả lời điện thoại. Nhưng tôi vừa mới được giao đề tài cho hai quyển sách nữa và được ra lệnh sẽ viết chúng. Ta chẳng bao giờ ra lệnh cho bất cứ ai làm bất cứ điều gì. Con nghĩ rằng con đã sử dụng từ ra lệnh khi nói chuyện với biên tập viên. Có lẽ con nên nói là và nguồn cảm hứng để viết chúng. Đó sẽ là một từ tốt hơn, một từ chính xác hơn. Con đã rất phấn khích. Con đã không xem xét từng từ mình dùng và đo lường chúng cho chính xác. Ta hiểu, nhưng dù vậy, đây chính xác là điều đã tạo ra ấn tượng sai lầm về ta qua nhiều năm tháng. Ta đến đây, ngay bây giờ, để sửa chữa ấn tượng đó. Ta đến để nói cho con biết có một tình bạn đích thực với Thượng Đế là như thế nào và làm cách nào để các con làm được như vậy. Con lại thấy thật là phấn khích làm sao? Bắt đầu thôi nào. Hãy kết thúc câu chuyện của con đã. Ai mà muốn nghe chuyện đó chứ? Con muốn nghe nhiều về điều mà Ngài sẽ nói. Hãy kết thúc câu chuyện của con đã. Nó có liên quan đấy, và nó sẽ đưa chúng ta đến ngày hôm nay. Được rồi, tôi đã nói với biên tập viên những gì Thượng Đế đã nói với tôi về hai quyển sách tiếp theo, và anh ấy trở nên thật hào hứng. Tôi hỏi liệu anh ấy có nghĩ rằng Putnam sẽ quan tâm đến việc xuất bản chúng không? Anh đang giỡn thế à? Tất nhiên là chúng tôi sẽ làm rồi. Anh ta nói và cũng nói thêm rằng anh ta muốn tôi viết một bản tóm tắt nhỏ về những gì tôi vừa mới trao đổi với anh. Tôi đã gửi fax vào ngày hôm sau và công ty rất vui lòng giao cho tôi một hợp đồng cho hai quyển sách. Tại sao con không đưa những quyển sách này lên Internet? Gì cơ? Tại sao con không đăng chúng lên miễn phí? Tại sao Ngài lại hỏi con điều này? Bởi vì đó là điều mà nhiều người muốn biết. Các nhà xuất bản có trả cho con nhiều tiền không? À, vâng, nhiều ạ. Tại sao con đồng ý lấy số tiền đó? Nếu anh ta mà là người của Thượng Đế, anh ta sẽ đồng ý để chia sẻ thông tin này với thế giới một cách miễn phí. Anh ta sẽ không đi tới đi lui, ký liền mấy cái hợp đồng. Đó không phải là điều mà một số người đang nói đấy sao? Chính xác, họ đang kháo nhau như thế đấy. Và họ đang cho rằng con đang làm việc này vì tiền. Vậy thì, con không phải là vì tiền, nhưng đó không phải là lý do để không nhận tiền. Người của Thượng Đế sẽ không làm như vậy. Người của Thượng Đế sẽ không à? Các linh mục không nhận lương à? Các giáo sĩ Do Thái không ăn à? Có, nhưng không nhiều lắm. Các vị thầy của Thượng Đế sống trong nghèo khó. Họ không đòi hỏi một gia tài để chia sẻ vài lẽ thật đơn giản. Con không đòi hỏi một gia tài. Con không đòi hỏi gì cả. Nó đã được trao đến cho con. Đáng lý con nên từ chối nó chứ. Tại sao? Ai nói rằng tiền là xấu? Nếu con có cơ hội kiếm được nhiều tiền bằng cách chia sẻ sự thật vĩnh cửu, tại sao con lại không được làm như thế? Ngoài ra, nếu như ước mơ của con là làm những điều phi thường với số tiền đó, nếu như ước mơ của con là thành lập và tài trợ cho một quỹ phi lợi nhuận và sẽ mang thông điệp của Ngài đi khắp thế giới, nếu ước mơ của con là con sẽ làm cho cuộc sống của nhiều người khác tốt đẹp hơn, điều đó có thể giúp một chút đấy. Điều đó có thể làm cho ta không quá tức giận chăng? Và nếu như con đơn giản là cho đi phần lớn số tiền đó, nếu như con giúp đỡ những người khác đang gặp khó khăn, điều này cũng sẽ hữu ích. Người ta có thể hiểu, người ta có thể bắt đầu chấp nhận. Nhưng còn bản thân con phải sống thật đơn giản. Con không thể chi tiêu cho bản thân mình. Con không nên ư? Con không nên ăn mừng con là ai sao? Con không nên sống trong sự tráng lệ sao? Không nên có một ngôi nhà đẹp
lái một chiếc xe mới à? Không, con không nên ăn mặc sang trọng, ăn ở nhà hàng đắt tiền hay mua những thứ sang trọng. Con nên biết đưa hết tiền cho người nghèo, hay sống như thể tiền bạc không quan trọng. Nhưng con sống như thế thật, con sống như thế, con sống như thể tiền không quan trọng. Con tiêu tiền một cách tự do và cho nó đi một cách dễ dàng, và chia sẻ tiền bạc một cách hào phóng, và thực tế là con hành động y như thể tiền không quan trọng. Khi con nhìn thấy thứ gì đó đắt tiền mà con muốn có hoặc muốn thử, con thực sự sẽ hành động như thể tiền không quan trọng. Và khi trái tim con kêu gọi con giúp đỡ người khác hoặc làm điều gì đó tuyệt vời trên thế giới này, con cũng sẽ hành động như thể tiền không quan trọng. Con mà cứ hành động cái kiểu đó với số tiền của mình thì con sẽ mất tất cả đấy. Ý ngài là sử dụng nó cho bằng hết à? Con đâu có thể mất đi tiền, con chỉ có thể xài tiền mà thôi. Tiền được sử dụng không hề bị mất đi, nó đang nằm trong tay ai đó, nó không hề biến mất. Câu hỏi đặt ra là ai là người đang có tiền trong tay? Nếu nó đến với những người đã bán hàng cho con, đã giúp đỡ cho con những thứ mà con cần làm, thì con đâu có mất gì. Và nếu như tiền được dùng để làm những việc tốt hoặc đáp ứng nhu cầu của nhiều người khác, thì có mất mát gì đi đâu nào. Nhưng nếu con không giữ nó, con sẽ không còn lại chút nào đâu. Con không giữ chặt bất cứ thứ gì mà con có cả. Con đã học được rằng khi con nắm giữ một thứ gì đó thì con sẽ đánh mất nó. Nếu như con níu kéo tình yêu, con cũng sẽ không thể có được tình yêu. Nếu như con níu giữ tiền bạc thì tiền sẽ trở nên vô giá trị. Cách duy nhất để có được kinh nghiệm có bất cứ điều gì, đó là con sẽ cho đi nó. Và chỉ lúc ấy thì con mới có thể biết được rằng con đang có nó. Con đã đi khá xa trọng điểm lớn mà ta muốn nói đến. Với bài tập thể dục bằng lời nói rất gọn ghẽ của mình, con đã hoàn toàn né được vấn đề. Nhưng ta sẽ không để cho con thoát khỏi nó đâu, ta sẽ kéo con trở lại. Vấn đề là những người dạy chân lý đích thực của Thượng Đế không làm và cũng không nên làm việc vì tiền. Ai đã nói với ngài như thế? Chính con chứ ai? Con à? Đúng vậy, là con. Cả đời con đã nói với ta điều đó, cho đến khi con viết ra những quyển sách này và kiếm được nhiều tiền. Điều gì đã khiến cho con thay đổi suy nghĩ? Là ngài chứ ai? Là ta à? Là ngài. Ngài đã nói cho con rằng tiền không phải gốc rễ của mọi tội lỗi, mặc dù con có thể quyết định rằng việc sử dụng tiền sai là như thế. Ngài đã nói cho con rằng cuộc sống được tạo ra để chúng con tận hưởng, và làm như thế không vấn đề gì cả, còn hơn là không vấn đề gì. Ngài nói với con rằng tiền không có sự khác biệt so với bất cứ điều gì khác trong cuộc sống của con cả. Nó cũng là tất cả năng lượng của Thượng Đế. Ngài đã nói với con rằng không có nơi nào mà ngài không tồn tại, rằng ngài được biểu lộ ở bên trong, xung quanh và thông qua vạn vật. Thật vậy, ngài là tất cả mọi thứ và là cái toàn bộ trong toàn bộ, và điều đó bao gồm cả tiền bạc nữa. Ngài đã nói với con rằng suốt cả cuộc đời này, con đã luôn có một cái nhìn không chính xác về tiền bạc, là do con đã xem tiền bạc là sai trái, dơ bẩn, là không xứng đáng, và rằng khi con làm được điều này, con đang bảo Thượng Đế là sai lầm, là bẩn thỉu, là không xứng đáng, bởi vì tiền cũng là một phần của ngài. Ngài nói với con rằng con đã tạo dựng lên một triết lý sống thú vị, trong đó tiền là xấu và tình yêu là tốt. Vì vậy, một thứ càng yêu thương hoặc càng quan trọng đối với xã hội thì con hay bất cứ ai khác càng không nên kiếm tiền từ nó. Vì điều này, ngài đã nói với con rằng một nửa thế giới đã kiếm tiền theo cái cách ngược lại. Chúng con trả tiền cho các vũ nữ thoát y và những cầu thủ bóng chày những khoản tiền lương không tưởng được, trong khi các nhà khoa học, những người tìm kiếm phương pháp để chữa bệnh AIDS và các giáo viên cho con cái của chúng con, các mục sư, các giáo sĩ và linh mục chăm sóc cho linh hồn của chúng con lại phải đang sống nhờ bánh mì và nước. Ngài đã nói với con rằng điều này đã tạo ra một thế giới bị lộn ngược. Trong đó, những thứ chúng con coi trọng nhất thì nhận được ít phần thưởng nhất. Và Ngài đã nói với con rằng điều này không những không hiệu quả,
Nếu chúng con thực sự muốn tạo ra một thế giới mà chúng con nói rằng chúng con muốn tạo ra, mà thậm chí nó còn không cần thiết, bởi vì nó hoàn toàn không theo ý muốn của Ngài. Ngài nói với con rằng, mong muốn của Ngài là mỗi con người đều được sống sang trọng, và sang trọng thì chẳng có gì là sai cả. Và vấn đề của chúng con ở đây trên trái đất là chúng con chưa học được cách để sẻ chia nó cho người khác, dù đã hàng ngàn năm trôi qua rồi. Ngài cũng đã nói với con rằng, con không thể dạy cho thế giới bất cứ điều gì về chân lý đích thực, về tiền bạc, nếu như con cứ trốn tránh nó. Con chỉ khuyến khích sự rối loạn chức năng của thế giới bằng cách tự mình làm gương cho sự rối loạn chức năng đó mà thôi. Ngài đã nói rằng, lời dạy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nếu như con vui vẻ nhận tiền và thực sự là vui vẻ nhận lãnh tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống, và cũng vui vẻ mà chia sẻ chúng nữa. Ta đã nói với con những điều này ư? Vâng, và không hề lấp lửng nữa kìa. Và con đã tin ta à? Nhất định rồi. Thật sự thì những niềm tin mới này đã thay đổi cuộc đời con. Tốt lắm, điều đó rất tốt. Con đã học được tốt rồi, con trai của ta. Con đã nghe được tốt và con đã học tốt. Con biết điều đó, Ngài chỉ đang kiểm tra con mà thôi. Con biết rằng Ngài chỉ muốn xem con sẽ trả lời những câu hỏi đó như thế nào. Đúng, nhưng giờ ta có nhiều câu hỏi hơn cho con. Ôi trời, tại sao mọi người phải trả tiền cho văn bản này? Quên đi lý do tại sao con nghĩ rằng con có thể nhận được tiền cho nó. Tại sao mọi người phải cho tiền vì nó? Lời Thượng Đế không nên miễn phí cho tất cả mọi người sao? Tại sao không chỉ đưa nó lên Internet đi thôi? Bởi vì mọi người đang làm nhiễu Internet cả ngày lẫn đêm khi mọi người nói về niềm tin của họ và tại sao những người khác nên áp dụng chúng. Gần đây, Ngài có lướt web không? Chẳng hề có một điểm dừng nào cho chủ đề này. Chúng con đã mở một chiếc hộp Pandora. Ngài có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu người đổ dồn sự chú ý đến cho con nếu như con phóc lên Internet lúc tất cả mới bắt đầu và loan báo rằng con đang trò chuyện với Thượng Đế không? Ngài có thực sự nghĩ rằng nó sẽ được xem là tin tức trên mạng không? Được rồi, nhưng bây giờ sách của con đã trở nên phổ biến. Mọi người đều biết về bộ sách rồi. Tại sao lại không đưa lên Internet? Lý do mà mọi người biết rằng sách đối thoại với Thượng Đế có giá trị, đó là bởi vì những người khác đã cho nó một giá trị nào đó mà tự bản thân họ đã đánh giá cao. Đó là giá trị mà mọi người đã đặt vào bộ sách và là nguyên nhân khiến cho những quyển sách thành ra có giá trị như bây giờ. Cả đời mọi người đều cố làm những điều tốt cho người khác. Đó cũng là những gì mà chúng ta đang làm ở đây. Tất cả chúng ta chỉ đang muốn mang đến cho thế giới cái điểm tốt đẹp của chúng ta. Khi thế giới đồng ý rằng những gì chúng ta đang cho đi là đáng giá, và cho dù nó là sửa chữa ống nước, là nướng bánh mì, là chữa bệnh cho người khác, hay là dạy về các chân lý, thì thế giới nói rằng đó là có giá trị, tức là có thể có giá trị. Thông qua việc trao đổi giá trị, ta không chỉ nhận được giá trị mà ta đã cho đi, mà còn làm cho thứ ta cho đi trở nên quý giá hơn đối với người khác. Và do đó, người khác bị thu hút bởi vì mọi người sẽ luôn tìm cách để mang lại giá trị cho cuộc sống của họ. Hệ thống thương mại của chúng ta cho phép chúng ta xác định cái gì có giá trị và cái gì thì không. Nó không phải là một hệ thống hoàn hảo. Những quyết định của chúng ta về điều gì là đáng giá cũng là như vậy. Nhưng giờ đây, chúng ta đang sống với một hệ thống không hoàn hảo. Chúng ta đang làm việc để thay đổi nó từ ngay bên trong hệ thống. Còn những người nghèo, không đủ tiền để mua sách của con thì sao? Hầu hết mọi ngôi nhà trên đất nước này đều có sách. Câu hỏi không phải là nhà có sách hay không, nhưng là ở đó có sách gì? Hơn nữa, bộ đối thoại với Thượng Đế có thể được tìm thấy ở hầu hết mọi thư viện, và nó được cung cấp thông qua chương trình sách cho bạn dành cho những người đang ở trong nhà tù và những người khác có nhu cầu. Vì vậy, không phải là tài liệu không có sẵn, nó đã được dịch qua nhiều thứ tiếng và mọi người đang tìm đường đến với nó từ khắp nơi trên thế giới, từ Hồng Kông cho đến Tel Aviv, từ Ba Lan
cho đến Nhật Bản, từ Berlin đến Boston. Mọi người đang đọc nó, nghiên cứu nó theo nhóm và chia sẻ nó với những người khác. Tuy nhiên, con sẽ thừa nhận rằng đây là những câu hỏi khó đối với con. Toàn bộ vấn đề về tiền bạc trong cuộc đời của con và những gì thích hợp để có và phải làm, nó đã khiến cho con trăn trở trong nhiều thập kỷ. Như Ngài đã nói về điều này, con cũng không khác gì với hầu hết con người. Thậm chí ngày nay, một phần lớn ở trong con vẫn nghĩ rằng con nên từ chối sự nổi tiếng, nên từ chối sự dư giả về tài chính và mọi phần thưởng khác mà bộ ba quyển sách đối thoại với Thượng Đế đã mang lại cho con. Có một phần lớn ở trong con vẫn muốn mặc áo sờn, sống trong một cái chuồng và không chấp nhận bất cứ điều gì tốt đẹp mà thế giới đã mang đến cho con vì những điều tốt lành mà con đã mang lại cho thế giới. Con nghĩ rằng đây là điều này bằng cách nào đó chính là điều xứng đáng. Con có thấy cái tư tưởng nguy hiểm này đã dần dần xâm nhập ý thức của con người như thế nào rồi chứ? Ta đã thiết lập ra một cấu trúc mà ta yêu cầu người khác phải đánh giá cao thứ mà ta không coi là có giá trị gì. Tuy nhiên, làm thế nào con có thể trông đợi người khác đánh giá cao những gì con không coi là đáng giá? Đó không phải là câu hỏi mà con tự hỏi mình. Nó quá sâu xa đối với con, quá sát với vấn đề cốt lõi. Và con tự cho mình giá trị gì ở đây nếu như con tin rằng mình phải đau khổ để người khác thấy được giá trị của mình? Lại một vấn đề cốt lõi khác, một chủ đề khác mà khó quá phải bỏ qua. Nhưng vì Ngài đã nêu đến vấn đề, sẵn đây con sẽ hỏi luôn. Có phải Ted Turner kém giá trị hơn mẹ Teresa không? George Soros có phải là người ít tốt lành hơn Che Rivera không? Có phải đường lối chính trị của Jesse Jackson, người dường như có rất nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống, ít xứng đáng hơn con đường chính trị của Vaki Havok, người có thể đã sở hữu ít ỏi hơn chăng? Liệu giáo hoàng, người đang khoác chiếc áo bào có giá trị bằng một năm tiền nuôi một đứa trẻ nghèo khó, có nên được cho là đàng giảng những điều bán bổ vì ông ta sống như một ông vua với tư cách là người đứng đầu một hội thánh sở hữu hàng tỷ đô la? Ted Turner và George Soros đã cho đi hàng triệu đô la. Họ đã tiếp thêm sức mạnh cho những ước mơ của nhân loại bằng một phần thưởng là cho phép người ta thực hiện hóa ước mơ của chính mình. Tiếp thêm sức mạnh cho ước mơ của nhân loại bằng phần thưởng là cho phép người ta hiện thực hóa ước mơ của chính mình. Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Jesse Jackson đã mang lại hy vọng cho hàng triệu con người và việc này đã đưa anh ta trở thành một người có tầm ảnh hưởng lớn. Các giáo hoàng đã truyền cảm hứng cho con người trên khắp thế giới và sẽ không còn truyền cảm hứng cho những người công giáo trên thế giới. Thực sự có thể hình dung ra là sẽ có ít ảnh hưởng hơn rất nhiều đấy nếu như giáo hoàng xuất hiện trong một trang phục rách rưới. Vì vậy, con nhận ra rằng trải nghiệm về đối thoại với Thượng Đế đã mang lại cho con nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống và cũng đã cho con nhiều điều tốt đẹp hơn để con có thể chia sẻ. Tuy vậy, ta muốn chỉ ra ở đây rằng việc xuất bản những quyển sách đã không phải là nguyên nhân. Con đã đặt nguyên nhân vào vị trí trước cả khi sách được xuất bản. Trên thực tế, đó là lý do tại sao chúng đã được xuất bản và tại sao chúng đã trở nên phổ biến như vậy. Vâng, con thấy rằng Ngài đã nói đúng. Con có thể chắc chắn rằng nó đúng. Cuộc sống của con và thực tế xung quanh vấn đề tiền bạc và tất cả những điều tốt đẹp đã thay đổi khi con thay đổi. Chúng đã thay đổi vì con khi con thay đổi suy nghĩ về chúng. Vâng, Ngài thấy đấy. Con đã nghĩ rằng chính Ngài đã làm điều đó. Con cứ tiếp tục nói với mọi người rằng những quyển sách này đã trở nên phổ biến bởi vì Ngài muốn chúng như vậy. Trên thực tế, con bị thu hút bởi ý tưởng rằng tất cả mọi thứ là do ý muốn của Thượng Đế. Tất nhiên là con suy nghĩ thế rồi. Kiểu suy nghĩ này sẽ giúp cho con thấy bớt phải gánh trách nhiệm về nó. Và hơn thế nữa, nó còn làm cho toàn bộ chuyện này đáng giá hơn. Vì vậy, ta ghét phải làm vỡ bong bóng của con ở đây. Nhưng đây không phải là ý tưởng của ta đâu. Nó không phải là ý tưởng của Ngài ư? Không, nó là của con đấy. Ôi, tuyệt thật.
Giờ thì con thậm chí không thể nói rằng con đã được Thượng Đế soi đường dẫn lối. Nhưng còn quyển sách con đang viết này thì sao? Ngài đã đến và bảo con viết nó cơ mà. Được rồi, đây là một nơi tốt để khởi đầu cho cuộc thảo luận của chúng ta về cách để làm bạn với Thượng Đế. Hết chương 2. Mời các bạn lắng nghe tiếp ở những video sau.